Diễm Quỳnh xin mến chào tất cả quý vị khán giả. Lời đầu tiên thay mặt cho thầy Gia Cát cùng với những người thực hiện chương trình này, xin kính chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, tử vi tháng 12 cho thấy do được bán tam hợp với lệnh tháng, công việc làm ăn của tuổi Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió. Trong tháng 12 có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ cho nên mọi mặt về những vấn đề liên quan đến tiền tài thì bạn cũng nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và song phẳng. Nếu có lời đề nghị hợp tác về công việc thấy có lợi thì bạn nên chấp thuận ngay mà không nên chần chừ. Tháng 12 âm lịch là tháng cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi Tỵ, cho nên bạn cần phải nắm bắt được điều đó để giúp cho mình có được những thành công rực rỡ về tiền bạc cũng như là có được nhiều cơ hội thăng tiến trong làm ăn trong tháng 12 âm lịch. Sự thành công của người tuổi Tỵ trong tháng 12 sẽ vang dội như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi của tuổi các gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch năm 2021. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Sự nghiệp của người tuổi Tỵ có những bước phát triển rõ rệt trong tháng này. Một phần lớn là nhờ bạn đã không ngừng cố gắng nỗ lực và khắc phục khuyết điểm, phát huy ưu điểm trong suốt thời gian vừa qua. Con giáp này luôn hăng hái khi bắt tay vào công việc và thái độ đó khiến bạn chẳng hề ngại ngần trước khó khăn. Bạn biết rằng khó khăn chính là cơ hội tốt nhất để mình rèn luyện bản thân cũng như khẳng định vị thế của mình. Bên cạnh đó, vẫn có một số khó khăn sẽ xảy ra đối với bạn. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ khó có thể bứt phá trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Đối với những người tự kinh doanh hoặc là doanh nhân tuổi Tỵ, bạn không nên cầu thả, phải cực kỳ thận trọng trong việc lựa chọn đối tác, đặc biệt là khi ký kết các hợp đồng thỏa thuận. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, thầy Gia Cát khuyên các gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và từ đó thì tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tay tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tài lộc sẽ có sự trợ giúp rất lớn, đặc biệt là từ những người kinh doanh buôn bán. Chỉ cần bạn dùng tâm để bán hàng, chắc chắn sẽ đạt được kết quả như mong muốn về những khoản lợi nhuận đáng kể. Mặc dù thu nhập tốt, nhưng chi tiêu tháng cuối năm cũng sẽ tăng nhiều. Vì vậy, bạn nên lập kế hoạch tiêu dùng hợp lý để giữ cho thu nhập và chi tiêu của bạn được cân bằng. Tháng này, những gia chủ tuổi Tỵ sẽ dễ bị hư hao tiền bạc vào những công việc trong đó có cả cho sức khỏe. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Thứ ba, về mặt sức khỏe của người tuổi Tỵ tháng này rất đáng lưu tâm, bạn rất dễ bị đổ bệnh trong mùa này. Vì thế, nên tìm cách phòng bệnh hơn chữa bệnh bằng việc đảm bảo chế độ dinh dưỡng phù hợp, không quên tập luyện thường xuyên. Tháng này, người tuổi Tỵ cần phải tránh làm việc quá sức. Đặc biệt, cần phải chú ý về não huyết, bạn cần có một tinh thần lạc quan, lối sống và suy nghĩ mở rộng hơn thì mới có thể giúp bạn vui vẻ và yêu đời. Các gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Minh Quang Pháp Bảo. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm của những người tuổi Tỵ trong tháng 12 vẫn rất khó khăn. Bạn thậm chí còn mắc thêm nhiều sai lầm nối tiếp nhau, khiến cho tình cảm rạn nứt, đôi bên hiểu lầm, mâu thuẫn sâu sắc với nhau. Đừng tình trách trở, người độc thân khó tìm được một nửa cho mình. Bạn đang đặt mình vào thế khó khi mà đòi hỏi quá nhiều thứ. Mối quan hệ của bạn với bạn bè và người thân cũng có dấu hiệu lung lay. Trong khi bạn muốn có chút thời gian để sắp xếp lại công việc bộn bề để nghỉ ngơi, nạp năng lượng, thì dường như mọi người đang mong chờ điều khác. Có thể cái họ muốn chính là sự quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch năm 2021, tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Vận thế của người sinh năm Ất Tỵ lên xuống thất thường, khó có thể phát triển theo một phương hướng cố định. Khi có cơ hội đặt ra trước mắt, không nên chần chừ do dự quá lâu mà nên tin tưởng vào khả năng của mình, dám chấp nhận thử thách để vươn tới vị trí cao hơn.
Bước sang tháng 12 âm lịch, tình hình sức khỏe của bản mệnh không được như ý muốn bởi công việc bận rộn, nhiều áp lực nên con giáp này thường bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể. Nếu không chú ý thì có thể dễ mắc các bệnh về đau lưng, đau vai gáy do ngồi quá nhiều và ít vận động. Vì thế, người tuổi Ất Tỵ cần phải có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, không nên lao động quá sức, ăn uống khoa học và có kế hoạch rèn luyện sức khỏe. Bản mệnh cũng không nên đi đâu xa một mình, cần phải chú ý an toàn giao thông. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tháng 12 âm lịch không phải là một tháng quá thuận lợi với những người sinh năm Đinh Tỵ, đặc biệt là trong sự nghiệp. Bản mệnh thường phải chịu áp lực công việc lớn, có thể môi trường làm việc không tốt, xảy ra nhiều thị phi, cạnh tranh, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh khiến cho bạn không thể nào tập trung vào công việc của mình và khó tìm được cơ hội để thể hiện khả năng của bản thân. Tình hình tài chính của con giáp này cũng không mấy khả quan, khó tìm được cơ hội đầu tư xứng đáng để định vị bản thân. Một số người có thể cảm thấy tiền đồ mờ mịt. Hãy cố gắng tận dụng thời gian để làm phong phú tri thức và nâng cao kỹ năng, giữ mối quan hệ xã giao tốt đẹp, không nên nóng vội nhất thời mà nên chờ đợi những thời điểm thích hợp bởi vào khoảng giữa tháng, vận thế của bạn có dấu hiệu đi lên. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Bước vào tháng này, vận thế của người tuổi Kỷ Tỵ khá ổn định. Nếu muốn nâng cao hiệu quả làm việc thì bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian để nghiên cứu và phát triển các kỹ năng cần thiết trong sự nghiệp. Không nên giữ thái độ huênh hoang, kiêu ngạo, coi thường người khác mà nên khiêm tốn lắng nghe, học hỏi. Cảm xúc ổn định cũng khiến bản mệnh ít vướng phải những sự kiện tranh chấp, thị phi. Tuy nhiên, phương diện tình cảm không có nhiều khởi sắc bởi vì bản mệnh không dành nhiều sự chú ý đến vấn đề này. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Tháng này rất có lợi cho công việc học tập của gia chủ Tân Tỵ, mọi mưu sự toan tính đều dễ bề thực hiện, mọi việc khó khăn đều có người giúp đỡ cho nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần phải tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ lâu. Nhìn chung tháng này, các gia chủ có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thời vận, sao chiếu mệnh đều khá tốt nên công việc danh vọng tài lộc đều tốt đẹp. Tuy nhiên vẫn không tránh được những khó khăn nho nhỏ, nhưng chỉ cần cố gắng vượt qua thì sẽ tốt. Tổng quan tháng 12 âm lịch năm 2021, tháng Tân Sửu, năm Tân Sửu. Tháng 12 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 12 năm 2021 và kết thúc vào ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 3 tháng 1 năm 2022, đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch. Tháng 12 Tân Sửu có nạp âm là Bích Thượng Thổ. Tháng Sửu, Lục Hợp Tý, Tam Hợp Tỵ và Dậu thành Kim Cục, Xung Mùi, Hình Tuất, Hại Ngọ, Phá Thìn và Tuyệt Mùi. Đối với người tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 8 tháng 12 năm 2021, tức ngày 10 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Hợi, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch, ngày 20 tháng 12 năm 2021, tức ngày 22 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Hợi, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa. Đây là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch năm Tân Sửu năm 2021. Ngày âm lịch ngày 5 tháng 12 năm 2021, tức ngày 7 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Thân, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch ngày 17 tháng 12 năm 2021, tức ngày 19 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Thân, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 12 năm 2021, tức ngày 31 tháng 1 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Đây chính là 3 ngày cắt lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc là những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều có những thuận lợi nhất định. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi để chọn được ngày giờ đẹp, phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc cho mình. Quý anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiện đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
năm nay thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tỵ sử dụng vật phẩm phong thủy kim bài thái tuế đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho tuổi Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi mà sử dụng kim bài thái tuế của thầy Gia Cát. Thưa quý vị, vậy là chúng ta cũng đã phân tích xong về phần luận giải tử vi, lá số cho người tuổi Tỵ trong tháng 12 âm lịch. Và chắc hẳn là quý vị đã phần nào biết được mình cần phải làm gì cho tương lai, đúng không ạ? Thông qua chương trình này thì chúng tôi cũng luôn mong muốn rằng quý vị hãy áp dụng những kiến thức mà phong thủy Gia Cát chia sẻ vào trong cuộc sống hàng ngày để chúng ta thay đổi vận mệnh của mình và ngày một tốt hơn, thành công hơn quý vị nhé. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi.